Mâm cơm chay đơn giản nhưng mà món chay thanh đạm, đơn giản dễ làm hả quý vị. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha, đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Phương, món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm. Bữa nay thì ngày rằm, Quỳnh Phương có chia sẻ một cái mâm cơm chay đơn giản, rằm có một món canh, một món kho và một món chiên. Đó, nhìn cũng khá là bắt mắt, lại rất là dễ làm nữa, hương vị cũng khá là đậm đà, ăn cơm trắng rất là bắt luôn á quý vị. Rồi bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để làm mâm cơm chay với Quỳnh Phương nha. Để làm mâm cơm chay này, trước tiên thì Quỳnh Phương có chuẩn bị một ít nấm rơm, cái này là khoảng 150 gram. Nấm này thì Quỳnh Phương đã gọt bỏ cái phần chân nấm á, những cái phần nào nó còn dính gơm hay gì đó, hay là phần nào nó bị hư thì Quỳnh Phương cũng đã cắt và gọt bỏ hết rồi. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đi rửa cái phần nấm rơm này. Quỳnh Phương sẽ rửa nấm rơm này với một muỗng bột năng. Đó, mình quậy bột năng vô mình rửa thì cái phần nấm nó sẽ trắng hơn đó quý vị, nhìn nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Thì mình cũng có thể rửa với muối cũng được. Quỳnh Phương sẽ ngâm cái phần nấm này trong nước khoảng 5-7 phút nha. Rồi lúc mà ngâm nấm rơm này, Quỳnh Phương có chuẩn bị ở đây là một trái mướp hương nhỏ nhỏ thôi. À, một ít rau mồng tơi khoảng 5-7 đọt, rồi hành lá đó quý vị. Mình không dùng hành lá thì mình dùng bơ rô hay là khỏi luôn cũng được nha. Về cái phần hành lá thì Quỳnh Phương sẽ đập dập dập ra, nó đập dập dập cái phần gốc ra nè, gốc nó hơi cứng nên mình phải đập dập dập ra, sau đó thì sắc nhỏ ra thôi, nó sắc nhuyễn ra nhiều là được nha. Rồi giờ mình để cái phần gốc qua một bên đi. Tiếp theo là Quỳnh Phương sẽ cắt cái phần lá nè. Lá thì cũng vậy thôi, thì Quỳnh Phương cũng cắt nhỏ luôn. Đó, gia đình mình mà không dùng hành thì mình bỏ qua bước này giúp Quỳnh Phương. Quý vị xem kênh mà kêu yêu thích nhớ ấn cho Quỳnh Phương xin một like nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người biết hơn về những cái món chay đơn giản cho gia đình mình ạ. Rồi bây giờ là Quỳnh Phương sắt hai trái ớt ra nè. Mình cũng để riêng luôn, tùy mình ăn ít ít hay nhiều á thì mình cho vào. Còn cái này là hai miếng đậu hũ vàng, mình có thể dùng đậu hũ trắng cũng được nha, rồi tùy ý mình. Rồi một miếng thì Quỳnh Phương cắt làm hai, cắt xéo 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 nè. Đó, mình cắt như vậy đó để mình ướp cho nó thấm nha. Tiếp theo còn miếng còn lại thì Quỳnh Phương sẽ sắt thành những cái khối mà nó vuông vuông hoặc dài dài đó, nó hình chữ nhật và hình vuông cũng được. Rồi giờ mình sẽ để cái phần này riêng một bên nè, còn phần này thì Quỳnh Phương để vô dĩa. Sau đó thì Quỳnh Phương sẽ ướp cái với một xíu nước tương khoảng nửa muỗng thôi, đó, đảm bảo cho nó thấm đều nha. Tiếp theo là Quỳnh Phương cũng ướp thêm với xả băm, nó cũng nửa muỗng thôi. Mình để đây mình ướp khoảng 10 phút vậy đó cho nó thấm gia vị. Nhớ là trắng đều hai mặt nha quý vị. Về cái phần nấm rơm thì Quỳnh Phương đã ngâm xong rồi nè, dưới 10 phút nha, để tránh nấm rơm nó thấm vô nước, nhiều quá ăn không ngon. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra nè, lúc này nấm nó sẽ trắng hơn nha. Mình vớt ra, mình để ngoài rổ này đó, rồi xong đó mình đem đi mình xả lại với vài lần nước. Tiếp theo thì mình mới để cho nó ráo ráo cũng được. Rồi nấm rơm mà nấm rơm búp thì khỏi, nhỏ nhỏ thì khỏi. Đối với những cái nấm rơm to như vậy hoặc nấm dầu á, đó thì mình có thể mình tách ra cho nó dễ ăn thôi. Rồi quay lại với trái mướp hương. Mướp hương này nấu canh nó rất là ngọt nước nha. Thì mình đã rửa sạch rồi, mình gọt bỏ vỏ hết rồi. Giờ mình sẽ sắt xéo xéo gì nè cái phần mướp á, để ăn lát mình để vô nồi canh nha. Rồi sau khi mà sắt nấm cái phần mướp á, mướp hương xong thì Quỳnh Phương sẽ lặt cái phần rau mùng tơi đó, thì khoảng 5-7 đọt là được rồi. Cái phần mình lấy cái phần lá với cái phần non non ha, cái phần nào cứng quá thì Quỳnh Phương không dùng. Xong rồi nè quý vị. Rồi bây giờ mình mới bắt cái chảo lên, mình sẽ làm cái món chiên trước.
Thì lúc này thì cũng chuẩn bị cho cái món kho luôn. Rồi bây giờ mình cho khoảng hơn muỗng canh dầu vào. Nó nhiều nhiều dầu một xíu cũng được nữa. Đó, tại vì bây giờ Quỳnh Phương sẽ chiên á, mà mình chiên nhiều dầu thì nó sẽ ngon hơn. Nó vàng đều hơn nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chiên cái phần đậu hũ vàng này nha. Mình chiên cho nó hơi vàng vàng á, cái mặt mà bữa nãy chưa chiên á, cái mặt còn trắng trắng á. Mình chiên cho nó vàng ươm gì là được nha. Để lát mình làm món kho. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái miếng đậu hũ mà mình ướp sả mới nãy á, với nước tương á, mình cho vào luôn. Cái chảo này nó hơi nóng, khi mà chảo bốc khói quá thì mình để từ từ mình hãy cho vào cũng được nha. Đó, mình chiên vàng đều hai mặt là được. Rồi, bây giờ mình Phương sẽ đem ra. Nếu mà mình muốn mà nó giòn ngon hơn thì mình xắt nó mỏng ra nha. Rồi mình hãy chiên. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái món kho nha. Đó, này là đậu hũ với nấm rơm mình kho nước tương. Mình cho sả vô mình phi nè. Đó, phi sả cho nó thơm thơm thì sẽ cho nước cho nấm rơm hoặc trước hoặc là đậu hũ trước cũng được. Rồi, bây giờ mình cho đậu hũ vô rồi, giờ mình cho luôn nấm rơm. Nó mình xào quá xào lại cho phần nấm rơm này nó săn lại ha. Rồi, bây giờ mình cho gia vị vào luôn. Gia vị kho này thì đơn giản lắm, kho nước tương thì mình chọn loại nước tương nào ngon ngon xíu gia đình mình hay ăn á, và vừa khẩu vị gia đình mình thì mình sẽ lấy nước tương để mình kho. Quỳnh Phương sẽ cho vào đây là khoảng 6 muỗng nước tương nha, khoảng 5-6 muỗng cũng được tùy khẩu vị của mình. Rồi, tiếp theo là đường. Đường là Quỳnh Phương cho 2 muỗng. Mình sợ ngọt thì mình cho từ từ 1 muỗng cũng được nữa. Rồi mình nêm cho nó vừa ăn chưa, rồi hãy cho thêm. Thì khẩu vị từng gia đình thì mình sẽ gia giảm cho nó phù hợp. Rồi, 1 muỗng hạt nêm chay cho vào. Đảo đảo lên nha. Cho nó thấm đều gia vị. Rồi, cho xíu nước màu vô. Khoảng khoảng 1 phần 3 muỗng cũng được. Rồi lúc này mình có thể đảo đều, rồi mình để lửa nhỏ xuống, mình kho riu riu rồi đó, có thể đậy nắp lại cũng được nha. Rồi, đến khi nào mà thấy nước nó kẹo lên này, đó là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho tiêu lên, rồi có thể cho vài lát ớt lên, nhìn cho nó hấp dẫn ha. Ớt hồi nãy mình sắt sẵn đó, còn ai thích ăn ớt trái thì mình cho ớt trái lên. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai món rồi đó. Một món đậu hũ chiên và món đậu hũ kho nấm. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái nồi canh nho nhỏ, khoảng một tô thôi. Thì mình cũng lường nước vậy đó, khoảng một tô. Mình đợi nước nóng lên. Cái này là mình làm tại nó ít dầu mỡ á, nên mình sẽ không có phi. Còn mình xào nấm trước, nếu quý vị nào thích thì có thể xào nấm trước. Sau đó thì cho nước vào cũng được. Mình thì hạn chế một xíu dầu mỡ, mình nấu nước sôi lên rồi cho nấm vào. Đó, thì mình sẽ nấu nấm này khoảng 5 phút ha. Đó, mình nấu khoảng 5 phút, lúc này có bọt thì mình sẽ vớt ra để cho nấm nó chín thiệt là chín á. Này có nấm nè, rồi có mướp nữa. Cái nồi canh này rất là ngọt nước luôn. Rồi, sau khi mà khoảng 5 phút thì mình sẽ tiếp tục mình cho cái phần mướp vào. Rồi cho mướp hương vào, đảo qua đảo lại. Lúc này thì Quỳnh Phương cũng tranh thủ Quỳnh Phương nêm cái nồi canh này luôn. Đó, Quỳnh Phương sẽ cho vào đây là 2 muỗng hạt nêm ha. Rồi mình sợ mặn hay gì đó, các bạn sợ mặn hay gì đó thì mình có thể nêm trước khoảng 1 muỗng. Rồi sau đó mình hãy cho thêm. Đó, mình nêm trước vậy đó. Rồi mình thấy chưa vừa thì mình cho thêm. Thì Quỳnh Phương là cho 2 muỗng ha, 2 muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường và dằn thêm một xíu muối. Đó, Quỳnh Phương thấy vậy là cũng vừa khẩu vị rồi đó. Rồi, nấu cho nước sôi lên. Lúc này Quỳnh Phương thấy nó lên bọt nè. Đó, vì thay khi mà thấy có bọt thì mình sẽ vớt bỏ nha. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta
cho cái mồng tơi vào, cho mồng tơi đó, cho mồng tơi vào là mình để thêm chút xíu nữa là mình tắt bếp được rồi đó, để tránh mồng tơi nó cũng khá là mau chín á, để tránh nó mềm rụt hết không có ngon. Nó cho mồng tơi vào mình nấu thêm chút xíu là được rồi nha, đừng có để lâu quá đó. Sau đó thì chúng ta cũng bắt đầu cho tiêu á, tiêu xay á quý vị đó, mình cho một ít tiêu xay lên cho nó thơm không gì. Ai ăn ớt thì có thể cho ớt vào cũng được, nhưng mình thấy cho tiêu thì nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Rồi bây giờ hành lá thì cho vào luôn. Vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái nồi canh rồi đó quý vị, một nồi canh chay đơn giản thơm ngon ngọt nước ha, từ mướp và nấm. Rồi như là chúng ta đã hoàn thành một mâm cơm chay 3 món, gồm một món canh đó, một món kho và một món chiên. Nó làm cũng khá là nhanh, một cái bữa ăn cũng khá là thanh đạm. Rồi giờ quý vị cùng thưởng thức với Quỳnh Phương nha. Nếu quý vị thích thì nhớ ấn đăng ký kênh để dễ dàng theo dõi kênh của Quỳnh Phương đó quý vị. Quỳnh Phương chúc quý vị ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà.